Hello everyone, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi các tụ kiếm nhé. Đầu tiên là trò Tom Gold Run. Nhưng mà hôm mình sẽ chơi các tụ kiếm này từ trái qua phải. Vào thế giới dân chạy ở thành phố nông trại, không phải là dân chạy, mình nói nhầm. Còn kho báu thứ ba hoặc là thứ tư. Hôm nay thì có các tiền tôm lấy về đẹp tại Halloween. Tiếp đến là trò Tom Gold Run. Hôm nay mình sẽ đi một vòng thành phố mua đèn. Rồi tiếp đến là trò Running Pet. Là mình đã mua nội thất trần nhà để trang trí nhà cửa không? Mất hết tiền không? Bắt đầu đi kiếm xu. Rồi, trò tiếp theo là Pet Run nữa. thì chỗ yêu xây thành phố này. Rồi tiếp tục là trò Subway Surfer. Trò tiếp theo là Sonic Dash. trò tiếp theo là Om Nom Run. Cuối cùng là mình chỉ đến gần top thứ 24. Ui, vẫn còn đấy. Ủa, được bị ra xuống nước. Ủa, đứng thứ 56. Trò cuối cùng Little Sinham. Tiếp tục mình sẽ truy đuổi ông cáo to hay sừng kia. Đúng gì đấy. Cool.